Rất vui mừng chào đón quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn đến với kênh Tổng hợp TV. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin gửi tới quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Trẻ thông minh thường khó dạy bảo. Đừng cảm thấy phiền nếu con mình có ba đặc điểm này. Thưa quý vị, một đứa trẻ thông minh không chỉ biểu hiện qua sự hiểu biết rộng mà còn thể hiện ở nhiều đặc điểm khác. Khi nuôi con, cha mẹ thường muốn con mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết vâng lời. Một đứa trẻ như vậy không hẳn là điều tốt, bởi trên thực tế trẻ thông minh lại càng khó nuôi. Trong suốt chiều dài lịch sử, chúng ta có thể thấy có nhiều nhà khoa học nổi tiếng hay vĩ nhân đạt được những thành tựu to lớn đều có chung một đặc điểm là họ không phải đứa trẻ ngoan khi còn nhỏ. Có một đứa trẻ từng được nhận xét là một cậu bé hư, học kém khi còn nhỏ. Thường thì cậu thích ở một mình như muốn tách biệt với thế giới. Cậu hay suy nghĩ lung tung. Những người có đóng góp lớn cho nhân loại này khi còn nhỏ không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bình thường trong mắt mọi người. Thế nhưng, không ai có thể phủ nhận tài năng của họ sau này. Điều này được giải thích là do những đứa trẻ có tố chất thông minh sẽ có những suy nghĩ riêng, tính cách khác biệt. Chúng sẵn sàng tìm tòi, khám phá, suy nghĩ và thích thực hành hơn. Vậy nên, nếu con bạn ngỗ nghịch, thì cũng đừng buồn bã. Hãy xem bé có những đặc điểm dưới đây hay không. Nếu có thì xin chúc mừng bạn, bé có tiềm năng rất lớn trong tương lai. Sau đây là ba dấu hiệu cho thấy trẻ rất thông minh. Thứ nhất, khó ngồi yên một chỗ. Nếu con bạn rất nghịch ngợm, điều đó có nghĩa là khả năng thực hành và khám phá của trẻ rất mạnh mẽ. Ví dụ như Trần Cảnh Nhuận, nhà toán học nổi tiếng ở Trung Quốc, lúc nhỏ rất hay cáu giận, thường xuyên làm vỡ đồ đạc trong nhà. Ngoài ra còn có Addison, cũng thường xuyên khiến cha mẹ đau đầu trước sự nghịch ngợm và khó bảo của mình. Trẻ không thích ngồi yên một chỗ, không chịu im lặng, thực chất lại là biểu hiện của ý thức mạnh mẽ. Trẻ thích tìm tòi, thực hành, khám phá những điều mới lạ. Điều này khiến cho chúng hứng thú và chẳng chịu ngồi yên. Thứ hai, hay hỏi những câu kỳ lạ. Nhiều đứa trẻ thông minh thích hỏi những câu kỳ lạ. Có những câu vượt quá nhận thức của con người bình thường, khiến người lớn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Một số cha mẹ gặp đứa trẻ như vậy, họ cảm thấy mệt mỏi, cáu giận khi con cứ liên tục hỏi những điều ngớ ngẩn. Nhưng trên thực tế, đây là biểu hiện của một đứa trẻ thông minh. Chúng có thể nhìn nhận vấn đề từ một khía cạnh khác và toàn diện. Chỉ với kiểu tư duy này, trẻ em mới có thể sáng tạo, khám phá ra những điều mới lạ. Nếu có sự giáo dục đúng đắn của cha mẹ, trẻ sẽ ngày càng tiến bộ và hứng thú với khoa học hơn. Thứ ba, mãi mê chơi. Khi trẻ đang làm việc gì đó, cha mẹ gọi nhưng trẻ phớt lờ, không nghe thấy. Điều này thực ra không phải trẻ không thích trả lời cha mẹ, mà là do đang dồn sự chú ý, tập trung cao độ. Khi đang chơi hoặc làm một thứ gì đó nghiêm túc, chúng không dễ bị những thứ khác bên ngoài tác động. Nhưng nhiều bậc cha mẹ lại hiểu sai đặc điểm này của trẻ thông minh, thậm chí la mắng khi gọi mà con không trả lời. Điều này có thể làm suy giảm khả năng tập trung, cản trở trẻ phát triển. Tập trung là một trong những đặc điểm quan trọng của trẻ thông minh. Vì vậy, nếu trẻ phớt lờ cha mẹ khi đang làm điều gì đó, bạn không nên làm phiền con mình lúc này và cũng đừng đánh giá con mình hư hỏng. Tóm lại, một đứa trẻ thông minh sẽ có sự chủ động mạnh mẽ, có thế giới riêng của mình, thường hay tập trung quá mức. Tất cả không phải là biểu hiện của sự hư hỏng. Nếu không hiểu các hành vi của trẻ thông minh, bạn vô tình làm giảm IQ của con mình. Trên đây
là trẻ thông minh thường khó dạy bảo. Đừng cảm thấy phiền phức nếu trẻ có ba đặc điểm này. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích, quý vị đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị, anh chị và các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn.